Vâng, xin chào tất cả bạn quay trở lại kênh Duy BT. Và hôm nay tôi chia sẻ với bạn một số câu hỏi liên quan về YouTube. Hiện tại thì rất là nhiều người có thể nhắn tin với tôi, không chỉ là những các bạn mà đang xem theo dõi kênh của tôi, mà rất là nhiều đối tác của tôi cũng có hỏi về vấn đề đó. Thì giờ hôm nay tôi chia sẻ với bạn những câu hỏi liên quan về việc làm YouTube nó cơ bản nhất, và bên cạnh đó thì nó giúp các bạn đạt được hiệu quả cao cho việc kiếm tiền trên YouTube, và hoặc các bạn có thể áp dụng tốt trong cái việc đó là các bạn làm việc online hay bạn bán hàng online trên YouTube để đạt cái hiệu quả nó cao nhất. Và hôm nay video tựa đề đó là những câu hỏi về việc làm YouTube mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn, những cái câu hỏi mà tôi thấy được rằng là các bạn sẽ hỏi liên quan vấn đề gì. Cái việc đầu tiên đó là thiết lập kênh. Về cái việc thiết lập kênh YouTube thì cái này thì tôi khuyên chắc chắn các bạn là nên tra Google. Nói chung là từ A đến Z, từ những câu hỏi mà tôi chia sẻ với bạn gần đây nhất là các bạn nên làm và thực hiện trên Google, đó là tốt nhất. Nhưng để có thể tìm được một cái tin tức tốt thì tôi thấy được rằng là các bạn đang khá là xáo trộn trong cái việc đó là tìm kết quả đó. Vậy thì hôm nay cái video này nó tạo ra để trả lời cho các bạn thông qua cái việc đằng đỡ phải gõ bàn phím đâu, rất là mệt đúng không nào. Vậy thì câu hỏi đầu tiên chúng ta cũng phải nói đó là thiết lập kênh YouTube như thế nào. Thì khi thiết lập kênh YouTube thì các bạn phải có một cái địa chỉ Gmail. Và cuối cùng là các bạn sẽ thực hiện về cái việc rằng là tôi vẫn khuyên các bạn một cái yếu tố là các bạn phải tra Google. Vì cái này nó rất là nhẹ nhàng, đơn giản thôi, không có điều gì khó khăn cả. Còn khi các bạn tạo cái YouTube rồi thì chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ tìm hiểu được cách kiếm tiền trên YouTube. Vậy thì hiện tại trên YouTube thì có rất là nhiều cách để chúng ta có thể kiếm tiền khi các bạn lựa chọn những cái chủ đề thiên về chủ đề game hay cuộc sống hay quay vlog, hay các bạn có thể làm về những cái series phim hoặc là một số những cái chủ đề về cái việc đó là chúng ta sẽ tổng hợp tin tức vẫn còn kiếm tiền được đúng không nào. Thì nhưng mà đối với các bạn mới thì chúng ta phải hiểu rằng là điều kiện kiếm tiền YouTube cần những cái thứ gì. Đó là cái điều kiện các bạn phải cần có 4.000 giờ và 1.000 sub, tức là 1.000 người đăng ký, 4.000 giờ tức là 4.000 giờ xem trên toàn kênh của bạn. Vậy chắc chắn rằng là khi thực hiện những cái điều kiện này thì tôi cũng sẽ có những cái bí kíp hay những cái thủ thuật để giúp các bạn có thể hiểu rõ về cái việc bật kiếm tiền nó như thế nào ở cuối đoạn video, để giúp các bạn có thể hiểu rõ các vấn đề đó. Còn vấn đề thứ ba, các bạn thường hay hỏi tôi rằng những cái thuật toán YouTube nó như thế nào và nó ở đâu để chúng ta có thể học. Thì chia sẻ với bạn một điều là thuật toán YouTube nó đổi liên tục. Hôm nay nó thế này, hôm sau nó thế khác, năm nay nó thế này, năm sau nó cũng thế khác. Tương tự như vậy, ngay chính cái điều kiện các bạn đi kiếm tiền 4.000 giờ xem và 1.000 sub hiện tại năm 2018, có thể sang năm 2019 thì nó sẽ có những điều kiện nó gắt gao hơn. Và nếu như các bạn để ý kỹ tới thì YouTube hiện tại người ta đang đổi rất là nhiều những thứ liên quan về giao diện, hay một số những cái thuật toán, hay một số những cái tính năng mà nó sẽ xóa đi. Nếu như các bạn để ý và các bạn cập nhật tin tức, các bạn thấy rằng YouTube đang xóa hết một số những cái tính năng, rồi là một số những chú thích ngày xưa các bạn để làm đi, hoặc là một số những cái thẻ tag mà nó không liên quan gì đến những video của bạn, hoặc là một số những cái nội dung mà nó đan xen cái kênh YouTube của bạn, thì dần dần rằng nó sẽ cập nhật tất cả mọi tin tức đó và nó xóa đi. Và thì cái điều thứ ba tiếp theo đó là các bạn hay hỏi tôi về việc tối ưu kênh như thế nào. Thì cũng phải chia sẻ các bạn một cái điều rằng là khi các bạn làm và các bạn thực hiện tối ưu kênh, và khi các bạn thực hiện tất cả những vấn đề đó thì tôi đã nói và tôi nói thực hiện rất là kỹ trong cái việc các bạn sẽ thực hiện và các bạn đang làm trên cái kênh YouTube của tôi rồi. Quan trọng là các bạn rất là lười trong cái việc đó là xem video, chứ còn nếu như các bạn xem video các bạn sẽ thấy rằng rất là kỹ điều đó. Vậy thì tối ưu kênh ở đâu? Các bạn sẽ vào trong cái mục video của tôi, thì trên này nó sẽ có những cái video đó là riêng tư, rồi là video không công khai, thì chắc chắn là các bạn sẽ không xem được cái video không công khai rồi. Còn về cái việc rằng những cái video tôi không công khai cho các bạn, hay là những cái việc tối ưu, bạn có thể tìm xuống ngay cái mục bên dưới, tôi sẽ tìm cho bạn để cho bạn thấy rằng cái mục tối ưu nó ở đâu. Nó có rất là nhiều chỗ để các bạn tìm, quan trọng là các bạn có chịu tìm và chịu học hay không thôi. Và đó là cái điều mà thành công các bạn nó cũng khiến ra từ đó. Bạn cần cù và bạn tìm hiểu những kiến thức thì nó rất là hay. Đây thì cái việc đó là tối ưu kênh và tối ưu video, tôi đã chia sẻ bạn ở cái video là cách tối ưu kênh và video YouTube. Đó, video này thì tôi đã chia sẻ bạn trước đây 6 tháng rồi. Thì chắc chắn một cái điều rằng là khi các bạn nhìn thấy cái hình ảnh mà tôi đang chia sẻ cho các bạn đây, thì cái video này các bạn tìm đến và các bạn học những cái cách tối ưu kênh trong đó. Nó có sự tối ưu kênh là từ cái nâng cao cho đến cơ bản. Và trong đó thì đó là một trong những cái bước mà giúp các bạn có thể có tối ưu kênh YouTube một cách nó tốt nhất. Và nói chung là thời điểm hiện tại thì những cái việc tối ưu này nó rất là cần thiết để giúp các bạn có thể triển khai một kênh YouTube. Và thì chắc chắn một cái điều rằng là khi các bạn thực hiện tối ưu kênh xong rồi, các bạn lại đòi hỏi trong việc đó là share video ra sao. Thì cái điều này thì hiện tại tôi thấy rất là nhiều người nhắn tin và hỏi, đặc biệt là những các bạn hiện tại đang kiếm bán hàng online, hay những đội ngũ team mà bán hàng online cũng hỏi tôi vấn đề này. Thì có một số những khách hàng thì tôi support trực tiếp thì đã hướng dẫn họ chi tiết rồi, nhưng một số các bạn đã hỏi trong kênh lúc của tôi hay là hỏi trên fanpage thì tôi không có thời gian tôi trả lời. Vậy nên là video này tôi trả lời cho các bạn để các bạn hiểu rõ. Đó là khi share video, các bạn phải khẳng định rằng là nếu như các bạn đang thực hiện các bạn kiếm tiền, hay các bạn đang thực hiện để có thể chia sẻ video cho nhiều người khác xem,
thì chắc chắn một điều các bạn phải hiểu hai yếu tố là SEO top và SEO đề xuất. Với YouTube thì chúng ta sẽ có cái thằng SEO đề xuất đó ra để làm sao cho bạn thể hiểu thấy rằng vì sao video lại có nhiều view và vì sao video lại có nhiều người tìm kiếm. Đôi khi có những bạn làm trên YouTube các bạn không hiểu rằng là sao video mình có nhiều người xem thế, và đôi khi các bạn nghĩ rằng đó là điều may mắn. Không phải, mà nó phải may mắn ở cái chỗ rằng các bạn đi đúng vào từ khóa, và bên cạnh đó các bạn tra đúng cái hành vi người dùng, bên cạnh đó thì bạn đánh vào đúng cái nội dung, nó là cái nội dung chất lượng, thì chắc chắn người dùng họ sẽ xem, họ sẽ chia sẻ cái video của bạn. Nhưng cái vấn đề đặt ra ở đây rằng là tôi thấy hiện tại rất là nhiều người đang muốn bán hàng và kiếm tiền thông qua video YouTube, thì các bạn phải quan trọng yếu tố của tôi, đó là yếu tố SEO top. Yếu tố SEO top này nó rất là quan trọng. Khi các bạn lên trên thứ hạng trên Google thì Google nó sẽ có những cái tab, có những cái thanh để cho các bạn có thể tra. Ở đây thì tôi sẽ bật cho các bạn một cái chế độ ẩn danh. Ví dụ tôi tra một cái từ đó là kiếm tiền AdBurnet. Đúng nào? Ví dụ tôi tra là kiếm tiền WebTalk đi. Gần đây nhất đi. WebTalk. Thì bạn có thể thấy rằng khi tra từ khóa kiếm tiền WebTalk này thì bạn thấy rằng là đây là trình duyệt cấp. Vậy thì khi ra sang một trình duyệt Google nó cũng tương tự như vậy. Nếu như các bạn đang nhìn trên cái hình màn hình của tôi, bạn có thể thấy rằng nó có những thứ hạng liên quan về website, về hình ảnh, về video, thì bạn thấy một cái điều rằng ví dụ như hình ảnh thì chúng ta sẽ ra những cái hình ảnh nó như thế nào, và rồi những video chúng ta ra thứ hạng như thế nào, thì chắc chắn một điều rằng là với lại cái cách các bạn đi bán hàng nó cũng tương tự như vậy. Nếu như khách hàng tra ra thì họ sẽ có một cái tâm lý đó là mắt thấy tai nghe và tai sờ. Nếu như có video của bạn trên top thì chắc chắn là tỷ lệ các bạn chuyển đổi nó khá là cao. Đó là cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và đó là cái điều mà chúng ta cần phải SEO top để làm sao hướng tới khách hàng họ có những cái video đó họ xem, họ có những video đó để họ nhìn thấy cái sự hướng dẫn, hoặc là họ có video đó họ để cân nhắc họ có nên mua sản phẩm đó hay không, thì hiệu quả đó nó cũng rất là cao. Thì hiện tại nếu như các bạn có thể thấy là trên mạng tất cả mọi người đang đều thực hiện cái thứ đó, ngay chính bà bán rau, bán cá, bán vịt, hay những người bán xe, hay là những cái người mà bán về những cái đồ dùng gia dụng, hay những cái đồ dùng về cho những cái đối tượng liên quan về lứa tuổi, là họ đều đã thực hiện những video đó hết. Còn về cái việc khi các bạn đi bán hàng, nếu như các bạn mà có người xem, có người truy cập lớn về cái việc SEO đề xuất, thì chắc chắn là tỷ lệ khách hàng của bạn nó sẽ đến nhiều hơn. Tôi ví dụ đơn giản với những chủ đề mà các bạn làm về xe rất sẽ có rất là nhiều người xem. Thì khi người xem đó họ đến hướng tới họ xem video của bạn, ngoài cái việc là họ chưa mua hàng của bạn, nhưng nó có một cái yếu tố rằng là nếu như bạn là cái người mà là chủ cửa hàng xe đó, thì người ta sẽ hướng đến và xem cái giá cả thị trường của bạn, hay cái sự chăm sóc bảo hành của bạn như thế nào. Rồi cuối cùng là có thể người ta vừa xem video của bạn, người ta vừa xem những video sửa xe của bạn, và người ta vừa xem tay nghề của bạn, và rồi sau này người ta cũng có thể mua hàng ở cửa hàng bạn, nếu như cái hiệu quả các bạn hướng tới khách hàng nó nhiều, nó tốt. Thì lúc đó kết hợp trong cái việc chúng ta bán hàng thì các bạn có SEO top và SEO đề xuất thì nó rất là tuyệt vời. Còn với lại những cái bạn hiện tại trên YouTube mà các bạn đang làm những cái video và chia sẻ hay để kiếm tiền trên YouTube, thì các bạn sẽ thấy một điều rằng hiện tại thuật toán YouTube nó có sự thay đổi rất là nhiều. Ở đây thì tôi không nói chuyên sâu trong cái việc đó là để làm sao chúng ta thực hiện nó được tốt như những cái đối tượng ngoài kia. Vì nếu mà nói chuyên sâu ra thì cái thứ đó là nó khá là sâu lắm rồi. Và khi mà nó sâu ra quá nữa thì nó phải nói chung một cái điều đó là nó hơi một thô một chút. Đó là chắc chắn là khối người sẽ bị mất miếng ăn. Cho nên là đôi khi chính bản thân như thế rằng là tôi sẽ không nói sâu với bạn, tôi chỉ nói cho các bạn để các bạn hiểu cái vấn đề đó. Cho nên là nếu như khi tôi chia sẻ vấn đề này lại có một số ông nào hoặc một số những bạn nào mà lại bình luận dưới đoạn bên dưới nói sâu hơn tí đi, SEO đề xuất tốt hơn đi, SEO top tốt hơn đi, thì chia sẻ với bạn một điều rằng là muốn biết được cái điều đó, các bạn có thể inbox trực tiếp với tôi thông qua fanpage GMKT, và lúc đó chúng ta sẽ có sự thương lượng nhẹ, đúng không nào? Rồi ok, và bên cạnh đó tôi sẽ giải thích cho các bạn thêm một cái chút nữa. Rất là nhiều bạn có hỏi nói một cái điều rằng là thế thì khi chúng đi làm YouTube, chúng ta có lượng người đăng ký rất là nhiều nhưng mà tỷ lệ xem chúng ta rất là ít, thì chia sẻ với bạn một điều rằng là còn tùy phụ thuộc vào chủ đề. Khi các bạn thực hiện trên YouTube, không phải chủ đề nào cũng hướng tới người xem một cách đều đặn. Ngay chính bản thân khi các bạn xem những kênh channel lớn, người ta có cái lượng đăng ký lên đến hàng triệu người, nhưng cái tỷ lệ xem của họ có khi nó chỉ đứng đến vài chục nghìn, hoặc là có thể nó chỉ đến vài trăm nghìn thôi, chứ nó không bao giờ nó suốt đó là những cái video hàng triệu người cả. Và những cái kênh channel mà đôi khi các bạn lại hỏi xoáy lại một câu, đó là sao những kênh channel có dư lượng người đăng ký rất là ít, rất là nhiều tiêu mà cái tỷ lệ xem của nó cực kỳ cao. Thì chia sẻ bạn một cái điều rằng là đôi khi chúng ta phải thấy rằng họ đang làm video gì, nội dung gì. Và ví dụ đơn giản một cách sâu xa hơn để cho các bạn có thể hiểu, nếu như các bạn làm về những chủ đề GAV thì chắc chắn là view nó lên một cách khủng khiếp rồi, còn ngày mai nó ra đi kênh thì không nói làm gì, đúng không? Còn nhưng nếu như các bạn làm về một chủ đề mà chả có ma nào tìm kiếm và cũng chả có ma nào đã biết về cái thứ đó nó là cái gì, thì hiển nhiên rằng là nó sẽ không có ai xem cả. Hay ngược lại cách khác, đó là nếu như các bạn làm về một cái thứ gì đó liên quan đến scandal hoặc liên quan về những cái nội dung mà nhiều người đang quan tâm, thì chắc chắn một cái điều rằng là họ sẽ xem. Còn nếu như bạn làm về một nội dung rất là buồn cười, đó là quay những thứ gì đó mà ai cũng quay,
thì chắc chắn là cái hiệu quả nó cũng sẽ không đạt được. Đó là chúng ta phải hiểu rằng là khi chúng ta sell video thì chúng ta phải hướng tới đó là cái người xem họ như thế nào và cái đối tượng nó làm sao. Ngay chính bản thân khi bạn xem kênh channel của tôi, nó là một cái kênh YouTube, nó là về nền tảng kiến thức, thì bạn thì thấy rằng người xem cũng khá là đông, nhưng số người xem đó đâu phải thời điểm hiện tại họ đăng ký đâu, mà họ đăng ký rất là lâu rồi. Vậy thì chắc chắn một cái điều bạn để thấy rằng là tùy vào nội dung kiến thức và tùy vào cái lượng đó là khách hàng mình target tới họ là ai để họ có thể xem cái nội dung video đó. Và đặc biệt rằng với cái channel của tôi thì ngoài cái việc nó là chia sẻ kiến thức cho các bạn thì tôi cũng hướng dẫn rất là nhiều những bạn học viên và một số những cái đội ngũ teamwork. Thì cứ mỗi lần đó là tôi chia sẻ những cái video đó là không công khai để cho mọi người có thể xem và mọi người có thể học cái vấn đề đó. Xong cứ đến một cái đợt nào đó mà kết thúc những cái khóa học thì tôi lại xóa đi. Đơn giản như thế thôi. Thì các bạn thể thấy rằng là đối tượng khách hàng của chúng ta có và cái người chúng ta hướng tới nó là ai, như thế nào và hiệu quả là làm sao. Chứ còn các bạn đừng nghĩ trên mạng nó sẽ có rất là nhiều kênh, các bạn nghĩ rằng ô tôi quen rất là nhiều những ông cao thủ thế này thế kia, tôi quen rất là nhiều người họ kiếm được tiền thế này thế kia, nhưng mà số lượng kênh của họ đăng ký chẳng ba là theo dõi cả. Đó là rất là nhiều bạn thắc mắc như vậy. Rồi là đôi khi có một số bạn có nhắn tin với tôi rằng là ông này ông ấy hướng dẫn như thế nào, ra làm sao, ông ấy có một thương hiệu trên mạng rất là nhiều nhưng vào kênh YouTube của ông ấy có vài người đăng ký. Xin thưa các bạn một điều rằng trên mỗi cái thị trường các bạn đi, khi đi kiếm tiền hay các bạn đi nghiên cứu về một ai đó ấy, thì mỗi người sẽ mạnh về một vấn đề, chứ không phải ông nào cũng có khả năng để có thể làm được đa mảng cả. Nói chung là cái sự đa mảng đó nó còn phụ thuộc vào đó là nghề họ, họ làm cái gì. Còn về cái việc đó là nhìn thấy họ bao nhiêu cái lượng subscribe hay bao nhiêu lượng được đăng ký đó, đôi khi chúng ta cũng chưa phán đoán được họ ra làm sao. Vậy nên là cách tốt nhất đó là hãy nhìn vào cái thành quả họ làm được và họ đạt được cái hiệu quả doanh thu như thế nào. Thì lúc đó bạn ấy bắt đầu các bạn sẽ có rất là nhiều câu phán. Nó hay đúng không nào? Đó là cái điều mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn thông qua những câu hỏi về cái việc làm YouTube nó như thế nào. Nó để cho các bạn thể hiểu rõ hơn về những cái điều kiện đó. Và rồi ở cuối video như tôi đã nói, tôi cũng chia sẻ với bạn những cái bí kíp về cách bật kiếm tiền trên YouTube để bạn để có thể đạt hiệu quả cao hơn. Vì tôi tin chắc rằng có những cái ông chỉ có xem từ phút 1, phút 2 thôi, xong bắt đầu phút thứ 3 nhắn tin rằng anh ơi hướng dẫn về cái việc chế độ bật kiếm tiền đi. Điều đó là điều chắc chắn. Và có thể là xem phút thứ 4 cúp máy lại đi ngủ với vợ rồi. Chắc chắn một điều rằng là khi các bạn làm và khi các bạn thực hiện thì ai cũng sẽ có một cái tâm lý đó thôi. Vậy nên đoạn cuối tôi dành cho các bạn đây. Đó là với bí kíp khi các bạn bật kiếm tiền trên YouTube, thì đó là tôi chia sẻ với bạn rằng nếu như các bạn có kênh YouTube mà nó lớn hơn cái điều kiện của YouTube thì các bạn mới bắt đầu liên kết GA. Bạn phải nhớ rằng là nó lớn hơn cái điều kiện là 4.000 giờ và 1.000 sub thì các bạn mới liên kết GA. Thì cái tỷ lệ mà các bạn được YouTube chấp nhận ấy nó khá là cao. Và bên cạnh đó thì đúng vào cái thời gian mà nó quét kênh ấy thì cái hiệu quả đó chắc chắn là bạn sẽ bật kiếm tiền. Còn nếu như mà các bạn cứ nanh chanh đó là vừa tạo kênh YouTube xong các bạn liên kết GA ngay thì tỷ lệ các bạn sẽ đợi ở một cái top thứ hạng nào đó. Cái điều thứ hai, nếu như bạn có những người trong net, trong network ấy, và chắc chắn là ở đây là sẽ có nhiều ông nhắn tin ôi anh ơi network là cái gì, thì chia sẻ với bạn là Google nhá. Và lúc đó bạn ấy phải là lúc đấy các bạn đang kiến thức rất là cơ bản, Google sẽ trả lời cho các bạn tất cả. Còn đây tôi muốn nói ở vấn đề đó là nếu như các bạn có người nằm trong network, họ có ai đó họ đang làm việc trong network bởi một cái network nào đó đang quản lý trong cái việc kiếm tiền trên YouTube, bạn có thể liên hệ với họ và họ sẽ bật kiếm tiền cho các bạn. Nhưng chắc chắn một cái điều rằng đây nó đang trở thành một cái dịch vụ rất là nhiều người họ đang kiếm tiền ngon trên mạng này rồi. Vậy nên là nếu để có thể liên kết đến network thì kênh của bạn phải có lượng người xem tốt, và bên cạnh đó kênh của bạn phải có sự tối ưu và phải có sự phát triển. Bên cạnh đó nội dung nó phải ok thì network người ta mới cho vào. Còn nếu như các bạn muốn bật từ kiếm tiền ấy thì bạn sẽ có rất là nhiều những cái phương pháp để có thể bật trên mạng. Bây giờ nó nha nhả ra những cái điều kiện đó là những cái người họ thuê dịch vụ bật kiếm tiền. Và bên cạnh đó thì nó cũng có những cái thủ thuật mẹo vặt để dành cho các bạn. Thì hôm nay tôi chia sẻ với bạn hai cái điều này để giúp các bạn có thể đạt được hiệu quả trong việc kiếm tiền trên YouTube. Và còn với những cái bạn mà tôi vừa chia sẻ với bạn những nội dung trên, đó là các bạn có thể áp dụng trong cái việc đó là chúng ta sẽ triển khai và chúng ta thực hiện những kênh bán hàng và chúng ta sẽ đạt hiệu quả cao nó như thế nào trong việc tối ưu kênh. Video thì tôi đã chia sẻ với các bạn rồi ở ngay cái đoạn đầu, các bạn theo dõi lại và các bạn thấy rằng là cái video đó các bạn nên xem và để có thể tối ưu kênh tốt nhất. Còn về những cái thuật toán YouTube thì chắc chắn là ngày ngày nó thay đổi, ngay chính bản thân thằng Google ngày nào nó cũng thay đổi, nó không bao giờ nó chứa được một chữ một chỗ cả. Ngay chính bản thân khi tôi chia sẻ các bạn, tôi luôn nói một cái điều rằng là nếu như một tính cách của người phụ nữ mà chúng ta biết được họ như thế nào, nhưng chắc chắn là chúng ta không biết được vì nó rất là nguy hiểm và kinh khủng. Phải nói các bạn rằng ngày này nó như thế này, ngày hôm sau nó sẽ khác. Còn với lại cái thằng online ấy thì nó gấp hàng trăm, hàng nghìn lần với lại cái tính cách của người phụ nữ như thế. Vậy nên chắc chắn một cái điều rằng thuật toán nó cũng đổi như vậy. Các bạn cứ theo dõi và update kiến thức liên tục thì cái hiệu quả các bạn kiếm tiền nó sẽ ok. Còn nếu như các bạn không update và lúc nào cũng ngồi một chỗ và chúng ta chỉ có ngóng núi này ngóng núi kia thôi thì hiệu quả các bạn sẽ kiếm tiền nó không có. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ các bạn thì thông qua cái video này nó như thế.
Đấy, chúc các bạn có thể có nhiều những kiến thức hay và có điều gì các bạn thắc mắc, các bạn thể bình luận ở video và tôi có thời gian tôi sẽ chia sẻ các bạn. Thì hôm nay đơn giản như thế thôi. Và rất là cảm ơn theo audio, chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Đừng quên nhấn đăng ký và chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem để chúng ta sẽ có nhiều kiến thức hay hơn nữa. Và xin tạm biệt tất cả các bạn.